Ok, xin chào anh em, rất vui vì được lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip như thường lệ, tôi xin được cảm ơn các anh em đã ủng hộ cho kênh. Tôi xin được cảm ơn anh em Cao Thanh Phong và anh em Vũ Trung Kiên đã donate ủng hộ cho kênh. Cùng với đó, tôi xin được cảm ơn anh em Nguyễn Đức Tài, anh em Nguyễn Hà Văn, anh em Nguyễn Tuấn, anh em Hữu Triết, anh em Phạm Dương, anh em Huy Hoàng, anh em Quang Thắng, anh em Phạm Minh Tuấn, anh em Bảo England và anh em Nguyễn Xuân Khánh đã tiếp tục gia hạn hội viên để ủng hộ cho kênh, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn các anh em rất nhiều. Ui, ra hai con Whisperseer anh em này. Lóc lại cái. Liệu rằng đây có phải là lineup siêu đẻ không? Có tí dấu hiệu đấy nhở. Nếu mà trận này mà chơi được siêu đẻ thì tôi sẽ làm cái clip để tri ân anh em Trần Mạnh ở trên kênh. Anh em Trần Mạnh là rất là thích chơi cái bộ siêu đẻ, thích xem tôi chơi bộ siêu đẻ nữa. Hành hạ đối thủ. Để xem nào, liệu rằng chúng ta có thể chơi được không. Cái này thì phải ra 3, ra 4 thì mới biết được. Rồi lóc lại thì chưa biết. Bán con này đi nhá. Không lóc ra round 2 round đâu. Một round rồi anh em ạ. Lóc một round thôi. Để xem là liệu rằng là chúng ta sẽ đưa cái con cây ấy lên 2 sao sớm không. Và nếu mà chơi mà kết hợp được với cả mech đầu game ấy, để mà có cái free roll ấy, giống những cái con druid, chúng ta sẽ lên được là một cặp kèm theo đấy là con mèo thì là rất là ok luôn. Đấy, tôi là để sẵn cái con dơ sò phía dưới ấy rồi, để có thể tăng mana nhanh để đẻ được nhiều. Cho con unicorn. Ngùi giời, không có anh em. Không có. Trần Mạnh không biết là có thể chơi được cái bộ mà em thích không nhỉ. Hai con cây như này mà không lên được hai đúng là phí của thật sự luôn ấy. Ra sớm đấy cái. Ra muộn rồi thì lại một đống Hunter vào rồi Medusa không ăn được đâu anh em. Bây giờ bọn nó chơi nhiều Hunter Medusa lắm. Đấy, hôm trước là tôi cũng có chia sẻ rồi. Tôi chia sẻ với anh em Trần Mạnh là cái bộ này bây giờ nó siêu đẻ nó hơi khó chơi. Do bây giờ là Hunter nhiều kẹp với cả Medusa. Medusa bây giờ nó nằm co trong tất cả cái đội hình luôn. Đấy, con đấy thì nó counter ở bộ siêu đẻ anh em ạ. Con đấy ngoài việc là nó có bắn lan ra ấy, để nó clear nhanh những cái con đẻ ra ấy, thì ngay bản thân cái skill của nó, skill của con Medu ấy, nó cũng là cái skill mà có thể tiêu diệt ngay cái đối tượng triệu hồi ra nhá anh em nhá. Nếu mà anh em chưa biết cái khả năng đấy. Đấy, nó có 3 khả năng cơ. Medusa là có tới 3 khả năng. Đồ này bây giờ tôi cũng chưa chốt được anh em ạ. Thôi đánh từ từ vậy. Rồi để tôi xem. Xem là như nào. Nếu mà không được thì chúng ta sẽ đá qua, có thể là chơi mết cũng được. Bởi vì ra đây, ở đây đồ nó ngon nhá. Đồ mết là cũng được này. Đấy, đồ mết là cũng là bây giờ là có giáp giết các thứ là ok rồi. Đấy, bây giờ cần thiếu viên ma lăng thôi là chơi được mết. Đấy, Thunder ra rồi. 9 mết cũng vẫn rất là ok nhá anh em nhá, 9 mết cũng được, không có vấn đề gì cả. Cái vấn đề ở đây là nó có ra bài không thôi. Đấy, đồ thì có rồi. Đấy, anh em thấy không? Thế chứ lại Hunter đây. Chưa Hunter à? Không. Rồi, quyết tâm trận này là làm clip tri ân anh em Trần Mạnh đi. Nhá anh em nhá. Mặc dù là cái đồ ở trong cái trận này thì nói chung là chơi Hunter cũng ngon lắm anh em ạ. Nhưng mà bây giờ chơi Hunter thì nó có một cái là bây giờ Hunter nó nhiều quá rồi. Ở trong meta bây giờ nó nhiều quá đến nỗi mà bây giờ tôi cảm thấy là tôi cực kỳ là tôi thấy ngán cái bộ này luôn ấy. Cảm thấy là rất là ngán. Ngán Hunter lắm anh em ạ. Nó gọi là bội thực rồi. Nên là bây giờ không muốn là chơi thêm nữa cái bộ này nữa. Quá nhiều những cái lineup Hunter mà anh em thấy ở trong rank tranh nhau Hunter. Thì tôi nói với anh em rồi, là người ta tranh nhau cái bộ gì thì tôi không chơi cái bộ đấy nữa. Nên là anh em thông cảm nhá. Hunter mặc dù là ra hai con cung đen thì cũng ngon đấy. Và thậm chí là cung đen lên được 2 sao rồi cơ. Đầu game mà ra rồi. Ui đây rồi, mèo đây rồi. Được. Đây rồi Mạnh ơi. Có tí cơ hội anh em ơi. Bây giờ chỉ cần một unicorn một mèo nữa thôi là cũng là ngon rồi. Thôi rồi từ từ đã anh em nhá. Bây giờ bỏ bài vào là ăn cứt đấy. Ở tầm này bỏ bài vào mất đống máu luôn. Cứ bình tĩnh.
Rồi thì hôm nay sẽ là cái buổi tri ân anh em Trần Mạnh nhá. Chốt luôn này, đến đoạn này chốt được rồi. Đồ này thì tôi sẽ ghép có giáp thép có này. Đấy, có ở đây nhá. Ở đây là có cái trứng rồng ấy. Được chưa? Ok chưa? Đủ nhá, đủ nhá. Đấy. Đồ đạc nó cũng là có thể là phát triển đến cái bộ siêu đẻ được. Rồi, quyết định là như vậy đi. Vậy là cái clip này tôi sẽ làm để dành tặng anh em Trần Mạnh. Rồi, vậy thì cái lời đầu tiên thì tôi xin được gửi những cái lời cảm ơn chân thành nhất đến anh em Trần Mạnh nha anh em nhá. Ui rồi, đây là anh em. Đây rồi Mạnh ơi, được quá Mạnh ơi. Ôi giời ơi. Nhưng mà từ từ, bình tĩnh. Đã eco rồi thì từ từ đã. Chưa được, chưa muốn ghép đồ anh em nhá. Cứ bình tĩnh, để xem nào. Rồi, thôi nói chung là giáp thép này. Đấy, giáp thép trứng rồng. Ok. Giáp thép trứng rồng là anh em nhá. Rồi để tôi xem anh em Trần Mạnh nào. Ơ thực ra anh em Trần Mạnh là không phải yêu cầu bộ siêu đẻ, mà anh em Trần Mạnh là yêu cầu là đơn giản là hành hạ đối thủ là được. Đấy. Thì tôi có gợi ý cho anh em bộ siêu đẻ chứ. Ơ thế hóa ra cái này là mình gợi ý à. Ôi giời ơi, thế nó mới đều. Hóa ra là tôi gợi ý cho anh em Trần Mạnh. Tôi tự làm khó tôi. Ôi giời, mình lại tự làm khó mình. Nãy yêu chết không. Thôi được rồi. Nên thì hôm nay làm bộ siêu đẻ và hình như là có kết hợp với heo. Đấy, theo gợi ý thì ok. Rồi. Để tôi xem là bài như nào. Sau đó thì chúng ta sẽ coi như là chơi coi như là heo siêu đẻ anh em nhé. Cầm trứng rồng trong bộ insect. Quá ok luôn. Đấy thì được rồi. Thì hôm nay sau một cái quá trình rất nhiều thời gian trì hoãn trong cái bộ siêu đẻ, khi mà cái meta mới này nó xuất hiện, cái con Medu ấy, sau rất nhiều cái khoảng thời gian trì hoãn thì cuối cùng là bài nó cũng khá là có vẻ là ok đấy anh em ạ. Ôi giời ơi, thích ngay con heo vào thôi. Ai quên insect mà, insect heo anh em nhá. Đấy. Tôi cũng không có chủ định là tôi chơi cái bộ này mà nó ra này thì có khi là chúng ta đá qua một phát. Đấy, không biết là cái trận đấu này nó sẽ như thế nào. Nhưng mà tôi hy vọng là nó cũng sẽ suôn sẻ, ít người chơi Medu thôi. Chứ còn nếu mà lại khoảng 3-4 thằng chơi Medu thì cũng khó chơi phết đấy anh em. Tôi đã chia sẻ với anh em rồi, cái con Medu nó có cái skill mà khi mà nó hóa đá ấy, là tất cả con triệu hồi nó sẽ bị coi như tiêu diệt luôn. Đấy, anh em chưa biết cái vụ đấy đúng không? Bởi vì làm sao? Bởi vì thường ý là những cái con triệu hồi của anh em ấy nó xuất hiện sau khi con Medu hóa đá. Đấy. Thường là con Medu ấy nó sẽ tung skill trước. Đó, rất ít khi con Medusa nó tung skill sau cái con mà triệu hồi của anh em, vì anh em không dồn đồ cho triệu hồi. Nhưng mà nếu mà tôi dồn đồ cho triệu hồi ấy, thì cái con triệu hồi của tôi nó cũng sẽ tung cái skill, cái tốc độ nó sẽ bằng con Medu. Chính vì thế là khi mà tung ra ấy, thì khả năng mà nó bị tiêu diệt luôn ấy nó là rất cao nha anh em nhá. Đó nên là chúng ta cũng sẽ rất sợ Medu ở trong cái meta mới khi mà chúng ta chơi cái bộ siêu đẻ. Rồi, hy vọng thôi, chúng ta chỉ có thể hy vọng thôi anh em nhá. Hy vọng đến một cái trận đấu nó suôn sẻ cho tôi để tôi không phải làm thêm trận nữa. Anh em không biết đâu, chứ còn nếu mà làm cái kiểu này là chúng ta sẽ phải làm mãi mãi đấy nếu mà chúng ta không được top 1. Đấy, còn chúng ta được top 2 cũng được nhá anh em nhá. Cái trận này xin quả top 2 là cũng được rồi. Top 1 thì nhiều khi nó còn phải dựa vào là thế nào đó anh em, đối thủ chứ không phải 100% là dựa vào chúng ta nhá anh em nhá. Đấy là hy vọng là có thể là được là tối thiểu ở top 2. Đấy. Top 1 thì tốt. Nếu mà top 1 thì tốt quá. Nếu mà top 2 tôi nghĩ là trong meta mà có Medu chơi siêu đẻ top 2 là được rồi. Đấy, thế là cũng cố gắng thôi anh em. Biết đâu trận này tôi top 3 tôi lại phải làm lại game nữa, đúng không? Đấy nên là anh em cũng thông cảm nhá anh em nhá. Những cái bộ khó thì xin top 2. Xin top 2 thôi. Chứ còn anh em nhá, tôi là thật, anh em bảo tôi đánh bộ beta đi xem tôi top 1 không. Có là easy luôn. Rồi, ôi giáp thép đây rồi bạn ơi. Ghép luôn, chuyển luôn thôi nhỉ. Và cái slot thứ 2 đang định random đấy. Slot thứ 2 cảm giác không lấy được cái gì thì random.
Từ từ nhá, đây mới round 11 thôi. Cứ bình tĩnh. Round 12 chúng ta có thể bắt đầu, hoặc là thậm chí nhá, là lên 7. Bao giờ lên 7 bắt đầu cũng được. Vụ này nó cần một cái lượng roll, cần một cái lượng tiền để roll. Ổn định thì cũng chỉ ổn định ở 7 ở 8 thôi anh em. Ổn định sớm thôi mà, không cần phải đẩy cấp nhiều đâu. Từ từ nha, bình tĩnh. Không phải đâu. Không nha, không mua linh tinh. Tiền bây giờ nhá là form sớm. Form sớm cái bộ siêu rẻ đó anh em ạ. Một con mèo nữa, một con cây nữa là đủ. Hai con unicorn nữa là xong. Bình tĩnh. Ui, thằng này gần 6 bit rồi này, phải đấy. Căng vậy. Nhưng mà nếu mà bây giờ mà tôi bỏ bài vào, tôi có ăn được nó không nhỉ? Chưa ăn được. Khó. Chốt cái giáp thép đã này. Cho vào luôn không nhỉ? Tôi muốn cho vào lắm rồi đấy. Nhưng mà cho vào thì mình cũng chả ăn được ai ấy. Phải có một con gây đam anh em ạ. Kể cả là có con cây lửa nhưng mà không có con mèo thì nó cũng sẽ không có con gây đam. Đấy. Nếu mà giả sử nhá, nhưng mà không có con mèo nữa thì tôi cũng xin một con thunder thôi. Một con gây đam nữa thôi. Phải thêm một con gây đam. Không có đam thì khả năng đẻ càng nhiều càng chết thôi anh em. Tôi nhìn thấy là có thằng nó chơi beat đấy. Nó cũng sẽ đẩy chúng ta đấy. Đây rồi. Thế thôi, cho bài vào thôi nhờ. Level 6 rồi anh em. Rồi, chuyển rồi. Đồ cũng lấy được cái giáp thép rồi. Chiến thôi anh em ạ. Beat để vào này. Đó. Thôi, gấu gì nữa đâu. Cái tầm này gấu gì nữa đâu anh em. Rồi, up dần đến 7 đó. Cái mục đích của cái trận này không phải là câu con gấu, nên là thôi, giải tán thôi. Bài ra ngon rồi. Cái slot này là random. Tôi sẽ để cái slot ở cái round 2 ấy, là chúng ta sẽ để random nhé anh em nhé. Vừa ốm dậy xong anh em ạ. Dã man thật sự. Bây giờ nhá, nói chuyện ấy nó không thể nói một cái câu quá dài. Đấy. Nói một cái câu quá dài là tôi bị hụt hơi anh em ạ. Rất là khó để có thể nói được một cái câu dài. Đấy, bây giờ yếu lắm rồi. Già có tuổi rồi anh em ạ. Anh em thông cảm nhá, nếu mà một cái câu mà nó không có đầy đủ một cái nội dung thì là bởi vì là tôi lúc đấy tôi đang phải dừng lại để tôi thở. Đang nói dài một câu nhá, xong rồi stop. Đấy, thở tí đã xong rồi nói tiếp. Anh em thấy khổ không? Ui, ăn được thằng này luôn ấy hả? Thôi đừng ăn, chưa buồn ăn. Ui, ăn luôn này, trời ơi, thế thôi lại phải đánh chuỗi thắng rồi. Thế bắt đầu là đi đẩy rồi nhỉ? Lên 7 vậy. Heo chưa có nhỉ? Roll luôn không nhỉ? Bây giờ roll hay là đánh từ tốn? Round 14 rồi anh em ạ, thôi cứ từ từ. Round sau là round 15 rồi. Bây giờ mà ra thêm con mết nữa tôi lại đẩy phát lên 9 luôn, à lên 8 luôn. Xong rồi tôi lại roll. Tôi roll kiếm con gấu, tôi roll kiếm mấy cái con insect 4 tiền. Ui, gặp thằng này. Khó à, thằng này nó to anh em ạ. Nó ra Medusa rồi kìa. Khó chơi rồi. Khó chơi rồi anh em ơi. Trên này có Hunter nhá. Không cắt được chuỗi nó anh em ạ. Dồn đồ cho Medu này. Up lên 8 là chúng ta cho vào hai con Thunder có đam. Cái đội hình này ấy, mặc dù nó đẻ nhưng mà nó không có đam anh em ạ. Đấy, đẻ một lúc thì cái bọn đẻ nó chết hết thì cũng chết thôi.
nó cần phải có lượng đam để kết liễu đối thủ. Nếu mà không có đủ đam để kết liễu thì là nó vẫn thua. Trận này khi lên 8 thôi anh em ạ. Lên 8 kiếm heo, kiếm dần heo thôi. Cái con cây ấy nó không phải cái con mà tôi hướng tới. Một trận heo siêu đẻ. Tôi nghĩ là phải sau cái round 15 này chúng ta mới gặp những cái nhà khác ấy, chúng ta mới bắt đầu là coi như là làm cho đối thủ coi như đau đớn. Đấy, hành hạ đối thủ là phải round sau. Bắt đầu mới mạnh anh em ạ. Đồ chốt đầy đủ, có trứng rồng các thứ thì mới ăn được. Rồi xem đồ, đồ này. À đây rồi, có rồi anh em ơi. Ủi giời, đây rồi. Đấy, nó là cái đấy đấy anh em ạ. Chính là cái này này mới là giúp là chúng ta khỏe này. Vừa lấy là chưa có cái này nên là thiếu đam. Có cái này là khỏe, đệ đánh nó khỏe hơn. Rồi nhá. Bây giờ đợi một cái chén thánh nữa. Ok. Ô thế bây giờ tôi còn có 44 máu anh em ạ. Dã man thật sự. Giờ mới để ý. Rồi. 3m 2 Thunder có đam luôn. Thằng này chắc chắn nó sẽ là cái nạn nhân đầu tiên rồi anh em ạ. Tôi chắc chắn với anh em đây là nạn nhân đầu tiên rồi. Không nói nhiều. Anh em ấy à. Wow, này thì nhẹ nhàng 15 máu đã. Hơn đấy. Ui giời ơi anh em ơi, 22 máu. Quá kinh khủng. Sau cái round 15 thằng nào gặp tôi thằng đấy chửi tôi. Lại gây thù chuốc oán rồi. Trận đấu vãi cứt. Mấy cái trận đấu như này xem thì cũng sướng thật đấy. Nhưng mà cái người mà người ta bị mình đẩy ấy, người ta sẽ không có thích đâu anh em. Tôi biết cái điều đấy. Tôi trải qua rất nhiều cái trận đấu như thế rồi. Có một khoảng thời gian mà cái kênh này nó chuyên làm siêu đẻ luôn. Đến lỗi mà các anh em đặt cho tôi cái biệt danh là Tuấn Súc Vật. Dã man. Nghe cứ như là chửi tôi ấy anh em ạ. Thật sự như thế luôn. Rồi, nạn nhân tiếp theo là ai đây? Xin mời nạn nhân tiếp theo. Ui, thằng này nó siêu đẻ anh em ạ. Ui, vãi cướp. Nhưng mà không bạn ơi, tôi đẻ nhiều hơn. 6 bit kẹp với cả cây, làm sao mà có thể là clear nhanh được bằng cái bộ này của tôi. Ui, tôi có con clear rồi. Xong rồi là tôi đẻ. Mày 6 bit của chúng tôi. 6 bit của chúng tôi. 6 bit với chúng tôi. Stack đam kịp không? Stack đam kịp không? Ui rồi ôi anh em ơi. Ôi rồi ôi mẹ ơi, vãi cướp. 65 máu còn có 38 máu, 27 máu round vừa rồi. Mà đây mới là cái round 17 anh em ạ. Thằng này nó chửi tôi vãi cướp luôn đấy anh em. Khổ. Cái người mà định coi như là chơi siêu đẻ đấy, kẹp bit đấy, định làm tổn thương người khác thì lại bị người khác làm tổn thương. Dã man, vẫn là cái bộ này luôn. Đấy, bây giờ thằng nào đẻ nhiều hơn thằng ấy thắng. Chơi kẹp bit thì sao mà ăn được cái bộ này. Bộ này nó có đam clear, hai con Thunder, hai con mèo. Clear nhanh lắm. Lại một cái thằng bit khác là chuyện này lại lắm bit rồi. Lại bit kẹp Medu đúng không? Ôi chết. Phải cố gắng đẻ càng nhiều càng tốt thôi anh em ạ. Đẩy càng nhiều càng tốt, đẩy càng nhanh càng tốt. Đấy, đẩy nhiều vào nhá. Cho một cái thằng này chết đi. Ui ôi anh em ơi, nhìn lại nhiều rồi đấy. 23 máu luôn, mẹ vượt với 80 máu, tụt phát xuống còn có 60. Ơ, ôi trời, anh cất rồi. Mua nhầm con gấu anh em ạ. 4 con đuôi kích hoạt, thế là nó lên 3 sao, mẹ nó mất. Chán tê nhờ. Chán quá đi mất tôi anh em ơi, quả tai nạn đúng là chí mạng. Đang đẩy ác bây giờ lại thế này thì đẩy kém rồi, làm sao mà đẩy được nhiều đây.
đang là gấp 3 lần đấy anh em, gấp 3 lần siêu đẻ đấy, bây giờ chỉ còn có một con. Chán rồi đấy. Tôi nhỡ tay và tôi cũng không để ý là nó có đủ để rui rồi cơ. Thôi rồi. Chán thật sự. Thế thôi thì thôi, một con thì chơi một con vậy. Thực ra thì nó vẫn là siêu đẻ. Thằng đi rồi đây. Đẻ đi, đẻ đi. Được quá nhờ. Rồi, đẻ đi. Để tiếp. Nhưng mà công nhận là up lên 3 sao ấy thì đẩy không nhiều bằng. Anh em ạ, đẩy không bao giờ có thể nhiều bằng là hai con 2 sao kẹp mèo. Mặc dù là cũng đẩy ghê đấy. Ấy à, cũng 18 máu ấy chứ nó có ít gì đâu. Khả năng là tôi sẽ lên 9 luôn anh em ạ. Kiếm con heo. Thôi bây giờ không cây kia rồi nữa đâu. Tôi không có ý định là hai con cây 3 anh em ạ. Cây đầu game thôi. Tí mèo insect vào. Đẩy nó còn khủng khiếp hơn nữa cơ anh em ạ. Anh em nhớ cái trận mà tôi đẩy 50 máu không? Đấy, anh em nhớ cái trận đấy thì anh em cũng nhớ ra là cái con heo ấy, nó cực kỳ kinh khủng. Đó. Con là heo nha anh em nhá. Chúng ta sẽ hướng tới con heo. Bốn bốn máu cũng không tồi đâu. Mà chỉ sợ là sau cái giai đoạn này cái bọn Medu nó khỏe lên. Với cái thằng chơi Hunter mà Medusa 2 sao là nó tiêu diệt cái bộ này nhanh lắm. Rồi thôi. Up lên 9 này. 4 bit. Cũng được. 4 bit kẹp phải 2 insect. Thực ra bộ insect nó cũng không có tác dụng lắm. Trong cái giai đoạn hiện tại là chỉ hiến tế được mỗi con mèo thôi. Đồ này thì bây giờ thấy cái chém lan, bắn lan này. Thấy tạm rồi bắn lan này. Glacier à? 6 Glacier. Đây à. Tầm này không ổn à? Anh em ạ, tầm này bọn này nó đủ đam, nó có thể clear được. Đồ này có 3 tia búa xét thì ngon vãi cứt luôn. Ui ui vãi cứt. Nó có hút máu trừ giáp với cả kháng hiệu ứng anh em ạ. Ơ, phô lần này. Từ từ nhá. Con phô lần này là nếu mà ra con heo thì có thể chơi, mà nếu mà không ra con heo ấy thì chúng ta có thể chơi phô lần. Ok. Ui, lại giao nữa này. Phô lần Insectoid chân lý luôn anh em ơi. Nếu mà để nhá, nếu mà tôi nói thật với anh em, để mà đấm được cái meta mà Medusa ấy làm co ấy, thì đây nó chính là cái con mà nó là sự lựa chọn hàng đầu đấy anh em ạ. Phô lần Witcher Insectoid. Thôi được rồi anh em. Anh em Trần Mạnh cũng không có yêu cầu là tôi sẽ phải chơi con heo nha anh em nhá. Chúng ta chuyển sang siêu đẻ kẹp với cả Fallen Witcher. Quá hợp lý luôn. Ui mẹ ơi, cái thằng này bây giờ nó đẩy ngược lại tôi này. Bởi vì bây giờ tôi còn có một con cây thôi. Mà làm sao mà bây giờ cây của nó là 6 bit. Còn cây của tôi nó là cây vớ vẩn. Nên là bây giờ bị đẩy ngược lại rồi. Ôi vãi cứt bạn ơi. Tôi còn có 41 máu rồi. Vãi cứt ạ. Bao nhiêu máu vậy? À 21 máu. Sắp đi rồi anh em ơi. Thôi xả tiền thôi anh em. Ui đây rồi anh em ơi. Thôi được rồi. Thế là nó sẽ là Fallen à. Fallen Insectoid nha anh em nhá. Rồi luôn kiếm Insect cái đã. Sợ là sự. Gặp thân siêu đẻ cái round tiếp theo là bay màu ở nơi rồi này anh em này. Thôi tôi xả hết tiền thôi. Ra cái gì đi. Thiếu một con insect anh em ạ. Cay nhỉ. Rồi tạm thời là như này đã nhá anh em nhá. Chúng ta chơi hai con Fallen 2 sao đây. Kẹp mèo. Đó. May quá kịp anh em ạ. Thôi rồi.
Tạm thời chúng ta sẽ có 5 con Fallen. Cũng được. 5 con Fallen Witcher thì cũng là to, không nhiều đâu. Rồi, hết tiền được 5 con Fallen thì cũng hợp lý đấy nhỉ. Bây giờ thiếu con Exit nữa đâu. Bọ hung. Xin con bọ hung nè. Hai Sectoid. Ok. Rào sau mà ra một quả trứng rồng nữa thì nó cũng ngon. Không cần con bọ hung luôn anh em ạ. Rào sau ra tôi quả trứng rồng nhá. Xin quả trứng rồng. Rào 25 thôi. Sắp đi rồi anh em ơi. Đi luôn ý. Bây giờ còn 20 máu vớ vẩn. Một rào đi luôn. Bay màu. Đấy. Hunter này. Hunter dồn đồ cho Medu. Medu vẫn một sao à. Medu vẫn một sao thì không ăn được đâu bạn ơi. Mai bộ này đấm vỡ mồm Medu luôn chứ sợ gì Medu. Tôi bây giờ tôi chuyển sang Insect kẹp với cả Fallen rồi. Tôi có chơi siêu đẻ kiểu ấy đâu. Không sợ. Đấy rồi. Đấy. Hai con ba sao đã hiến tế. Hiến tế để gọi ra được coi như là. Ở đây nó là 5 con Fallen. 5 con Fallen Witcher trong đấy có 2 con 2 sao. Quá tuyệt vời. À đâu, 6 con chứ, đúng không? 6 con Fallen anh em ạ. 6 con Fallen Witcher. 6 con Fallen Witcher trong đấy nó có là 3 con cầm đồ. À đâu, 2 con cầm đồ. 2 con cầm đồ và 2 con 2 sao. Tầm này vẫn khỏe, yên tâm. Tôi nghĩ là round này xin quả trứng rồng là chơi được. Có không? Ú, có luôn. Ui giời ơi, bạn thấy Insect được rồi. Ui giời ơi, nó còn ra cả cái con bộ hung nữa. Thế thì là tuyệt vời luôn rồi anh em ơi. Tuyệt vời đấy. Bây giờ ghép lốt này. Bây giờ ghép cái dây chuyền kháng hiệu ứng và cái hút máu trừ giáp thôi là xong. Quá tuyệt vời anh em ạ. Rồi. Tôi đã đợi mãi, tôi đến cái nào mà tôi ghép cho nó chẵn đồ đấy. Tôi hy sinh tôi không ghép sớm. 4 Insect nha anh em nhá. Đã có 4 Insect ở đây rồi. Tầm này bây giờ thì chúng ta có thể bỏ cái con sâu ra được. Chính ra là không cần sâu bởi vì ở trong đội hình này đã có 2 con beat rồi. Chúng ta kích hoạt được 4 Insectoid rồi. Nên là chúng ta sẽ không cần kích hoạt beat nữa. Chỉ cần con sâu vào thì chúng ta có thêm búa lóc nhưng mà thôi. Chẳng cần đâu. Tí nữa thì Fallen Witcher 3 sao nó gánh hết. À vừa lấy mày đẩy tao đúng không? Bây giờ mày đẩy hộ tao được nữa. Bây giờ mày đẩy tao được nữa. À càng quét rồi có chuỗi à. 38 máu có chuỗi. Ủa, nhưng mà làm sao? Ui giời này có giáp thép anh em ạ. Vãi quất. Thế thì căng rồi bạn ơi. Nhưng ồ ra con ấy kia con nhện 3 sao kìa. Thế thì đấm được không? Đấm được. Đấm được một khi mà bạn đã hết đẻ. Một khi mà bạn đã tìm đẻ. Xong chưa? Cắt chuỗi luôn. Ui giời được quá. Quá tuyệt vời luôn anh em ơi. Ủa. Thôi nhá, dừng lại ở đây roll full lần đó. Bây giờ nó ổn rồi, tôi chưa roll vội, tôi để 50 tiền roll. Cứ bình tĩnh. Trong lúc roll con full lần thì chúng ta roll luôn mấy cái con Insectoid anh em ạ. Roll luôn cái con gấu lên 3 sao. Đấy. Cua này ổn phết đấy nhỉ. Full lần lên được 3 sao là có thêm một slot nữa đi. Rồi chúng ta sẽ bán cái con mèo rồi thôi. Hai slot hiển tế ở level 9 là quá ổn rồi. Không cần thiết là phải lên 10 đâu. Chính ra bộ này chơi ở 9 đã được. Lên 10 kẹp thêm búa lóc là ngon. Chúng ta sẽ bỏ cái con bộ cạp đi nha anh em nhá. Bây giờ máu của bọn nó là 20 máu với 30 máu như nhau thôi anh em ạ. Thằng nào cũng có thể chết. Xong như bạn ơi, ui rồi khỏe quá anh em ơi, đứng hiên ngang đấm luôn này. Đấy, tôi nói rồi mà, thằng nào cũng có thể chết. Bây giờ tôi nhìn thấy tôi 20 máu nhưng mà tôi chưa chắc là cái thằng chết trước đâu. Biết đâu cái thằng 30 máu nó chết trước tôi. Ừ.
Rồi. Sắp đến round 30 rồi anh em ơi. Round 30 kiếm thêm cái 3 tia nữa là ngon anh em ạ. 3 tia cái giáp thép quá tuyệt vời luôn. Hút máu trừ giáp cũng là ổn. Nói chung là chúng ta lấy được rất nhiều những cái món đồ. Thậm chí là cái kháng hiệu ứng cũng ngon nhé. Có khi tôi lấy cái kháng hiệu ứng anh em ạ. Đấy, kháng hiệu ứng thì đánh nhau rồi mà cái thằng Medu ấy, cái thằng mà Hunter rồi thì Glacier Medu các thứ ấy. Tôi nghĩ là chơi cái dây chuyền kháng hiệu ứng đó là perfect. Best choice, sự lựa chọn hoàn hảo. Đấy, thằng này này, đấy em thấy không? Đấy, này, có kháng hiệu ứng mới chơi được. Thằng này hơi căng nhá. Dao này có đi không? Ôi bạn ơi, từ bình tĩnh bạn ơi. Từ, còn insect, còn insect. Hay quá, biến ra con bọ cạp. Được quá nhỉ, ui vẫn ăn này anh em này. Đỉnh của đỉnh luôn, có chuối luôn này, tuyệt vời. Quá tuyệt vời anh em ạ. Nhưng mà thôi, đây roll anh em ạ. Nếu mà không roll thì nó sẽ không còn tuyệt vời nữa đâu. Roll nhá anh em nhá, hết tiền luôn. Cái đau vừa rồi suýt chết đấy anh em. Vớ vẩn là bay màu đấy, nên là roll thôi, hết tiền không? Kiếm một phô lần à. Chúng ta còn hai con nữa cơ. Ui ôi. Từ từ nha, bình tĩnh nha, xem nào. Bỏ gì đi, con này. Roll hết 50 tiền rồi, chỉ ra thêm một con đây anh em ạ. Cay thật. Nhưng mà trận này ra nhiều bọ cạp, có khi tôi lại lui con bọ cạp lên 3 sao anh em ạ. Chính ra nhá, cái con bọ cạp nó lại ngon. Nó có stun ấy. Để nó tun cái con Medu. Thằng Beat này bây giờ là có con Calong này. Đấy, Calong 2 tia. Nhưng mà tớ Insect. Insect đến đây. Insect vô lần đến đây bạn ơi. Ui rồi anh em nhìn 6 vô lần đâu đập kìa. Càng không? Càng đấy. Làm ơn hãy cho tôi con phô lần lên 3 sao nhá. Cho một trận đấu nó gọi là mãn nhãn cái nào. Con này nó phải lên 3 sao thì trận đấu nó mới hay anh em ạ. Nó mới hấp dẫn đúng không? Nó mới mắc binh ở trong cái bộ này chứ. Hy vọng là trong cái round này tôi sẽ có cái món đồ tôi nghĩ là cái sự lựa chọn tốt nhất ấy, nó sẽ là cái dây chuyền kháng anh em ạ. Ở cái mức độ cam. Chứ còn mấy cái đồ kia tôi bây giờ tôi lại nghĩ lại rồi. Không lấy đâu. Tôi sẽ lấy cái dây chuyền kháng để tôi đánh mấy cái thằng Medu với mấy thằng Hunter này. Mất dậy lắm anh em ơi. Bắt buộc phải có cái này nha anh em nhá. Nó có cái món đấy tôi đấm vỡ mồm của nó luôn. Hứa với anh em luôn. Đấy, chỉ cần cho tôi cái dây chuyền kháng đồ cam ở round này thôi. Chắc chắn là tôi chọn đấy. Không có nhiều đâu. Đây rồi, rồi anh em ơi, chắc chắn rồi. Đưa mấy cái con Medu ở đây cho tôi. Đâu Medu đâu, từ từ nhá, roll đã. Từ từ bình tĩnh, đừng cứ sang vội. Để đấy, vô lần lên 3 sao rồi sang. Rồi, vô lần lên 3 sao thì sang nhá. Từ từ bình tĩnh bạn ơi. Cứ bình tĩnh. Rồi, tạm thời thế này đã anh em nhá. Đấy. Rao này luôn luôn không nhỉ. Tôi nghĩ là như này là ổn rồi. Mặc dù là tôi bỏ con mèo ra là cái con phô lần là nó cũng yếu đi rồi đấy. À, chúng ta chỉ có hai con là nhân là 4 con thôi. Chứ không được là vừa lãnh như vừa lãnh là 6 con đâu. Nhưng mà nó có một cái hay ấy là chính là chúng ta có thêm Insectoid siêu đẻ. Ui vậy ơi, gỗ không 2 sao ạ. Gỗ không 2 sao với chúng tôi. Ui giời, đấm vỡ mặt luôn. Mày ngộ không 2 sao. Khỏe chứ nhở. Ừ. Điêu thật. Con Fallen Witcher này nó khỏe thật đấy. Roll nhá. Thôi rồi, roll đi. Hết tiền luôn đi. Một con nữa. Ui rồi, một con nữa thôi. Đây rồi. Mày chết với tao. Đưa con Medu ở đây. Xong rồi anh ơi. Trò chơi chuẩn bị kết thúc.
Thôi đùa đây nha. Đưa bọn nó đến đây. Đưa bọn nó đến đây. Hãy để cho anh gặp em thêm lần nữa. The Man. Wow. Nạn nhân tiếp theo sẽ là thằng nào đây? Riêng cái bộ này nó như này nó đẻ khiếp khủng khiếp luôn anh em ạ. Siêu đẻ luôn. Rồi. À đây rồi bạn ơi. Này thì 9 Hunter. 9 Hunter với chúng tôi. Đi rồi, bay màu rồi, bay màu rồi, bay màu rồi. Bay màu rồi, bay màu rồi. Này thì dồn đồ cho Medusa. Xong. Rồi. Anh nha. Bỏ con gì đi ra ngoài nhở. Nhiều đồ quá nhở. Từ nha, ghép đồ đã, ghép đồ đã, ghép đồ đã. Chúng ta sẽ có khả năng là sẽ có một cái găng tay Kira đấy nhá. Nên là chúng ta có thể lên 10 chúng ta kẹp Kira vào cũng được. Rồi. Rồi. Chúng ta đợi lên 10 đó. Lên 10 Kira rồi thì kẹp với cả thêm Warlock nữa. À, mày dồn đồ cho mày đu. Cũng có dây chuyền kháng luôn này. Thằng này cũng có dây chuyền kháng luôn. Cũng biết chơi đấy. Lấy đồ trấn phái phết. Đưa đứng trước mặt cậu luôn nhá. Hãy để cho anh yêu em thêm lần nữa. À mày ơi, hoa đá hộ cái. Hoa đá hộ cái nào. Ui rồi 27 chết bố con mê đu này anh em này. Mày bắn hộ tao cái. Mày bắn đi. Mày bắn đi. Bắn đi. Glacier à. À Glacier à. Ui rồi ôi Glacier mê đu. Nghe nói là cậu mạnh. À thế à. À thế làm sao. Ôi chết ơi không lên được 10 à. Chán thật. Thế ở 9 thằng này đi rồi. Tôi cứ tưởng là lên được 10 đủ tiền. Anh em thấy đồ nó trấn phái phết đấy anh em ạ. Hút máu trừ giáp nhá. Ba tia nhá. Chống hồi máu nhá. Búa xét nhá. Chống kháng hiệu ứng nhá. Nhưng mà làm sao. Kháng hiệu ứng thì nó chỉ chống được gọi là khống chế thôi. Chống chống xuất tinh sớm thôi. Chứ còn làm sao mà chống được cái rùi cui của anh. Ôi giời ơi. Ôi thằng này nó còn kẹp cả ấy kìa. Witcher à kìa. À phá demon của tôi gì. Ôi sợ gì. Con này nó mạnh đâu phải cái demon đâu. À ui hòa đá. Hòa đá mạnh quá. Hòa đá mạnh quá. Ôi, hòa đá tí nào ấy nhở. Hòa đá tí nào đâu. Ui. Nhiều máu nhở. 21 máu luôn. Trời ơi. Dã man thật sự. Rùi cui nhét thẳng vào mồm Medu thôi anh em ạ. Dã man thật sự. Chống làm sao được cái rùi cui 21cm của tôi. Nói cho nó nhanh anh em nha. Đấy. Anh em tìm được chân lý và chống lại cái bộ Medu ở đấy. Dã man đúng không. Khỏe đấy anh em ạ. Anh em cứ thử đi nhá. Anh em cứ tin tôi. Bộ này chính là bộ chân lý đấm mấy cái thằng Medu đấy anh em. Giờ anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái và cả clip bên phải nữa. Hai cái line up gợi ý cho anh em có thể leo rank queen một cách nhanh nhất có thể. Chỉ 70 trận thôi anh em nhá. 70 đến 76 trận thôi là có thể lên queen rồi. Anh em cứ tin ở tôi. Đấy. Tôi tự trải nghiệm bản thân rồi nhá anh em nhá. Cứ tin tôi. Và cuối cùng với các anh em yêu quý tôi, anh em có thể ủng hộ cho tôi qua hình thức donate cũng như là qua đăng ký hội viên ở trên kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.